Rằng, bạch thầy, cho con hỏi, giả sử con có nhân duyên được tu hành như các sư cô ở trong chùa, việc con bỏ gia đình đi tu thì có bất hiếu với cha mẹ không ạ? Có một bạn hỏi rằng ấy, muốn có được cái nhân duyên đi tu như các sư cô ở trong chùa, thì đây là chắc là Phật tử nữ đi, nhưng mà lại còn thấy lăn tăn ở trong lòng, trong tâm của mình ấy, là việc bỏ gia đình đi tu như vậy liệu có bất hiếu với cha mẹ hay không. Chúng ta biết đấy, cái câu hỏi này thì không phải một mình bé này hỏi, mà có rất nhiều những người cũng có cái tâm nguyện như thế, nhưng mà còn cũng vẫn còn là lăn tăn ở trong lòng, đó là đi tu như vậy có phạm vào tội bất hiếu không. Vì đi tu như vậy thì chắc chắn bước đầu sẽ làm cho cha mẹ rất đau khổ, rất lo lắng và rất phiền não. Vì ở ngoài đời, ở thế gian, họ cho rằng con sinh con đẻ cái ra, nuôi dạy cho con lớn khôn, thì mong cho con thành người. Lớn lên rồi thì học hành đến nơi đến chốn xong, thì con trai thì lấy vợ, con gái thì gả chồng. Làm được như thế thì họ mới làm người làm cha làm mẹ, mới gọi là làm tròn cái trách nhiệm của một bậc cha mẹ. Sinh thành dưỡng dục con cái thì phải lo cho con cái có nơi ăn chốn ở, có gia đình riêng. Như tôi vừa nói là con trai dựng vợ, con gái gả chồng đó, rồi lo nhà cửa công ăn việc làm cho chúng nó. Đâu vào đấy rồi thì mới gọi là thấy làm tròn cái trách nhiệm bổn phận của người cha người mẹ sinh con ra. Thì đó là cái, đó chính là cái pháp thế gian. Thế như vậy, nhưng ở đây đối với Phật pháp, cái việc xuất gia cầu đạo giải thoát, phát đại thệ nguyện, phát bồ đề tâm, trên thì cầu giáo lý của Đức Phật để tu tâm dưỡng tính, mong cho sớm được giải thoát giác ngộ như Phật, dưới thì tùy duyên tùy nguyện dùng chính pháp của Đức Phật để giáo hóa độ sinh. Đây là một cái việc làm không phải người bình thường ở thế gian có thể làm được, không phải là người ở thế tục có thể hiểu được cái chí nguyện xuất trần của gì, của Phật giáo. Chúng ta biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta khi chưa thành đạo, còn là thái tử ở trong vương cung, ngài cũng đã nhiều lần đề cập đến việc để xuất gia với phụ vương của mình và mẫu hậu của mình, nhưng đều bị phụ vương và mẫu hậu thì tìm cách để gạt đi. Thậm chí là phụ vương ngài còn dùng nhiều những cái kế sách thật là hà khắc cũng có, và những cái kế sách như là mua chuộc lòng người, ví dụ như là mùa đông xây cung điện mùa đông, mùa hè xây cung điện mùa hè, mùa xuân xây cung điện mùa xuân. Ở trong kinh thành Ca Tỳ La Vệ, để cho thái tử Tất Đạt Đa quên đi chí nguyện xuất gia của mình. Và chúng ta biết đến năm 16 tuổi, phụ vương và mẫu hậu cùng với đại thần nhân dân trong cả nước lựa chọn cho ngài một cô công chúa ở đất nước Lân Bang, đó là công chúa Gia Du Đà La, và mong rằng cái việc đó sẽ làm cho thái tử Tất Đạt Đa đắm chìm vào niềm vui thế tục và quên đi chí nguyện xuất gia của mình. Nhưng chúng ta thấy chỉ sau 3 năm chung sống với vợ của mình là công chúa Gia Du Đà La, khi mà hạ sinh được đích tôn cho phụ vương của mình là La Hầu La, cũng chính là cái đêm mà thái tử Tất Đạt Đa vượt thành xuất gia với con ngựa Kiền Trắc và người hầu Sa Nặc, rồi đến sông Anoma, chúng ta thấy ngài đã cắt bỏ râu tóc của mình, cạo bỏ râu tóc của mình,
và đưa lại cho người hầu của mình là Sa Nặc cùng con ngựa Kiền Trắc đi về trở lại vương thành Ca Tỳ La Vệ để báo cho vua cha của mình rằng chí nguyện xuất gia của mình không bao giờ thay đổi. Và chúng ta biết lúc đó thân phụ và thân mẫu của Thái tử Tất Đạt Đa biết được là đứa con trai của mình đã trốn cha mẹ, trốn hoàng tộc và trốn vương vị để xuất gia tu đạo. Thì chúng ta biết là cả vương cung, đặc biệt là vua cha và mẫu hậu Mahabasa Ba Đề và vợ của Thái tử, đó là Gia Du Đà La, là những người mà đau khổ và buồn rầu nhất trong vương thành Ca Tỳ La Vệ, kinh thành Ca Tỳ La Vệ lúc bây giờ. Nhưng chúng ta thấy sau 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, tức là tổng cộng là 11 năm và đặc biệt là 49 ngày, ngài thiền định dưới gốc cây Bồ Đề, bây giờ ta gọi là Bồ Đề Đạo Tràng đó, nơi thánh tích, một trong tứ động tâm nổi tiếng của Phật giáo, đó là nơi Bồ Tát giáng sinh ở tại vườn Lâm Tỳ Ni và nơi Bồ Tát thành đạo, tu hành thành đạo thành Phật, tức là nơi Bồ Đề Đạo Tràng đó, và nơi Đức Phật chuyển pháp luân, đó là tại vườn Nai hay còn vườn Lộc Uyển đó, và nơi Đức Phật nhập Niết Bàn ở tại rừng Sa La Song Thọ thành Câu Thi Na Yết La. Cho nên chúng ta thấy nếu mà Thái tử Tất Đạt Đa chỉ nghĩ đến cái chữ hiếu bình thường ở thế gian đó, thì chắc chắn rằng hôm nay chúng ta vẫn còn chìm đắm trong cái sự tăm tối u mê của cõi đời ngũ dục lục trần, chưa biết đâu là con đường giải thoát giác ngộ. Chắc chắn điều đó rồi. Nhưng mà chúng ta biết là rất may mắn cho chúng ta, đó là Thái tử Tất Đạt Đa là một tấm gương sáng, đã gác lại, tạm bỏ và gác lại tất cả những cái tình hiếu tử của thế gian, vượt thành xuất gia tu hành khổ hạnh thành đạo, chuyển bánh xe pháp để cứu độ chúng sinh. Rồi á, ngài khi sau khi đắc đạo rồi, ngài trở thành một cái người, nếu mà xét về mặt thế gian thì ngài lại trở thành được người con là tận hiếu tận trung. Vì chúng ta biết trong kinh Đức Phật nói, người con sinh ra ở thế gian nếu hiếu thảo đến chỗ tột cùng, nuôi nấng phụng dưỡng cha mẹ đến trăm tuổi, cha mẹ muốn gì thì đứa con có thể cho cha mẹ được cái đó. Thậm chí là làm những trò vui, cõng cha mẹ đi trên đường, thậm chí là vai trái cõng cha, vai phải vác mẹ đi khắp thế gian này, làm đủ các trò cho cha mẹ vui. Như Đức Phật nói này, vẫn có ngày khi mà cận tử nghiệp đến, cha mẹ vẫn phải tạ từ cuộc sống để ra đi, tức là về thế giới bên kia đó. Mình gọi là chết, là nôm na là chết đó. Thì cũng không đem được cái gì theo cả. Mà Đức Phật nói duy nhất chỉ có những người học Phật đem giáo lý của Đức Phật hướng và khuyên cha mẹ tu tập, và cha mẹ khởi được cái niềm tin tu tập theo và được tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn và được giải thoát giác ngộ, thì đó mới là đứa con gì tận hiếu tận trung. Và chúng ta thấy sau khi thành Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta có quên thân mẫu là người sinh ra mình không, tức là thân mẫu Maya không? Không. Sau khi thành đạo khoảng 12 năm sau, Đức Thế Tôn trong một mùa an cư, ngài đã trải qua 3 tháng ngồi thiền nhập định, xuất thần lên cung trời Đao Lợi, thuyết kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng để độ cho thân mẫu của mình là bà Maya. Và cũng tại pháp hội đó, Đức Phật độ cho vô số các hàng Bồ Tát chưa được quả vị bất thoái chuyển,
thì chứng được quả vị bất thoái chuyển ngay trong pháp hội ấy. Người chưa phát tâm bồ đề thì trong pháp hội đấy vô số những chúng chư thiên và quỷ thần, chúng đại quỷ thần phát được bồ đề tâm hành bồ tát đạo. Và sau khi bộ kinh đó được Đức Phật sau này nói lại cho tôn giả A Nan, và sau lần kết tập kinh điển đầu tiên, tôn giả A Nan là người trùng tuyên lại. Một thời Đức Phật thuyết bộ kinh Địa Tạng ở tại cung Trời Đao Lợi như thế như thế. Và đến nay đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên chúng ta được học, được đọc tụng thọ trì, được nghe giảng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng đó, tất cả nhờ vào gì? Nhờ vào cái tâm đại hiếu của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta vậy. Chúng ta biết nếu mà Ngài không xuất gia thành Phật thì làm sao có thể xuất thần lên cung Trời Đao Lợi để thuyết kinh Địa Tạng, để tri ân báo ân công đức sinh thành của mẹ được. Rồi sau này nhớ công ơn sinh thành đó, dưỡng dục đó, Ngài còn độ cho thân phụ của mình biết về pháp môn tịnh độ. Ngài hiển thị cảnh giới Tây Phương Cực Lạc và các cảnh giới cõi tịnh của hằng hà sa số các đức Phật ở khắp mười phương cho thân phụ của mình là Tịnh Phạn Vương lựa chọn. Và thân phụ của Ngài đó là Ngài Tịnh Phạn Vương đã lựa chọn cảnh giới Tây Phương Cực Lạc để gì? Tu tập và phát nguyện đi về. Và thân phụ của Ngài là Tịnh Phạn Vương. Trong kinh Bi Hoa có nói rất rõ về sự nghiệp tu tập cuối đời của Tịnh Phạn Vương, và đặc biệt là gì? Biết trước ngày giờ ra đi, và ra đi rất tự do tự tại, hương trời, nhạc trời, hương trời, hòa tấu và thắp lên để cúng dường cái sự vãng sinh của Ngài Tịnh Phạn Vương đã ghi ở trong cái Bi Hoa rất rõ ràng. Và chúng ta thấy còn về kế mẫu, tức là mẹ nuôi của Thái tử Tất Đạt Đa là gì? Bà Maha Ba Xà Ba Đề đó, sau này cũng được Đức Phật độ cho xuất gia. Và chính vì bà Maha Ba Xà Ba Đề là mẹ nuôi của Thái tử Tất Đạt Đa, cho nên sau này Đức Phật gì? Vì muốn tri ân báo ân cái công nuôi dưỡng của dì của mình, đồng thời cũng là mẹ kế của mình, cho nên Ngài đã nhất trí cho bà Maha Ba Xà Ba Đề cùng với Gia Du Đà La và 5.000 tỷ thiếp cung nữ trong dòng họ Thích được xuất gia làm tỷ khiếu ni ở tại tinh xá Trùng Các lúc bây giờ. Hôm nọ thầy đi sang thăm Ấn Độ thì cũng đến nơi đó. Nơi đó bây giờ cũng chỉ còn là một phế tích, nhưng mà cái linh khí ở nơi đó còn rất tốt. Cho nên nếu mà nói về người xuất gia là bất hiếu thì đó là gì? Cái cách nhìn của người chưa hiểu đạo, cách nhìn của người thế gian. Còn nếu mà chúng ta thoát vượt ra được cái gì? Cái tầm nhìn hẹp hòi đó thì chúng ta sẽ dần dần được thâm nhập vào ngôi nhà của Đức Phật, được thâm nhập vào cái tàng thức, cái tâm thức gì của Đức Phật. Và nếu nhất tâm tu hành thì chúng ta sẽ sớm được giải thoát giác ngộ như là Đức Phật mà thôi. Đó. Cái này thì cái việc Phật tử này đưa câu hỏi thì thầy xin trả lời như vậy. Còn suy nghĩ và hành động như thế nào thì Phật tử này phải là suy nghĩ cho nó kỹ, nó chín chắn. Mà đã suy nghĩ, đã quyết định làm cái gì đó thì chúng ta phải chịu trách nhiệm về suy nghĩ và hành động của chúng ta. Đấy, đừng có nay thế này mai thế khác. Và cuối cùng thì như các cụ nói, đứng núi này trông núi nọ đó. Ở ngoài thế gian đó, thì nghĩ rằng thì xuất gia có thể giải thoát, vào trong chùa đó, ở vài bữa khó khăn khổ sở vất vả thì lại nghĩ rằng ôi biết thế mình ở nhà, mình là Phật tử tại gia để tu tập có khi còn an lạc hơn, vân vân, rồi lại bỏ đạo ra về một thời gian thế khổ cực không chịu được thì lại nghĩ là ôi biết thế là mình ở trong đạo này, ở khổ ở trong đạo còn hơn là khổ ở ngoài, thì vẫn còn hơn là ra ngoài này lại còn khổ cực hơn nữa, lại muốn vào đạo, vân vân. Như thế thì chẳng thể làm được cái gì cả. Mà đặc biệt là bên nữ giới
Trong luật của Đức Phật chỉ cho duy nhất có một lần xuất gia. Xuất gia rồi mà bỏ ra về thì Đức Phật nói đời này kiếp này không thể xuất gia trở lại lần thứ hai được. Đó. Bên ni giới Đức Phật chỉ cho duy nhất một lần. Các vị nhớ điều đó. Đây là trong giới luật chứ không phải là tự tôi nói như thế. Cho nên phải suy nghĩ cho kỹ. Còn nếu mà đã xuất gia được thì chắc chắn đối với đạo Phật thì không phải là việc gì, việc bất hiếu. Mà tu được thì đây là ngược lại là làm được cái việc đại hiếu.